Cho đến hiện nay thì tất cả các tỉnh thành phố, kể cả thành phố Đà Nẵng, đều đã sẵn sàng cho công tác chuẩn bị kỳ thi này, thể hiện được một số các nội dung cơ bản như sau. Thứ nhất là cho đến ngày hôm nay thì toàn bộ cơ sở dữ liệu đăng ký dự thi, việc sắp xếp phòng thi, các thông tin đến với thí sinh thì đều đã đầy đủ và đã sẵn sàng. Các thí sinh đều đã có được đầy đủ các thông tin này. Cái thứ hai là việc chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho thi thì đều đã được hoàn thành. Cụ thể là các phòng thi, các điểm thi, các thiết bị như là camera, như là máy tính, như là máy quét, như là hệ thống công nghệ thông tin đều đã được các địa phương chuẩn bị một cách đầy đủ theo đúng cấu hình, yêu cầu như là quy chế đề ra. Thứ ba là công tác lựa chọn cán bộ thì đều đã được triển khai. Năm nay thì với những khâu trọng yếu của kỳ thi như là những khâu liên quan đến đề thi, liên quan đến công tác đánh phách, liên quan đến công tác chấm thi thì việc lựa chọn cán bộ được các địa phương đặc biệt quan tâm. Nhiều địa phương đã có khâu gọi là xác minh cái phẩm chất chính trị để bảo đảm lựa chọn được những người có ý thức pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm và có năng lực để tham gia các khâu này. Điểm thứ tư là các địa phương đã triển khai tập huấn trên tinh thần chỉ đạo và từ các cuộc tập huấn của Bộ Giáo dục Đào tạo để tập huấn cho tất cả các cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi này. Thứ nhất là tập huấn về nghiệp vụ coi thi, rồi là tập huấn nghiệp vụ chấm thi để bảo đảm rằng là mỗi người khi vào phần việc của mình đã hiểu rõ mình phải làm gì, quy trình ra sao và kết quả đạt được như thế nào. Và cái điểm nữa là cho đến hiện nay thì công tác đề thi cũng cơ bản đã được triển khai theo đúng kế hoạch và theo lộ trình thì bắt đầu từ ngày mai thì các điểm thi, các địa phương đã bắt đầu chính thức là khởi động tổ chức cuộc thi này tại các điểm thi của mình. Để đánh giá một cách khái quát, mặc dù là có nhiều khó khăn nhưng mà các địa phương đã rất nỗ lực cố gắng và tôi đánh giá là cho đến ngày hôm nay thì tất cả các địa phương, kể cả thành phố Đà Nẵng mặc dù là chưa tổ chức thi đợt này, đều đã chuẩn bị một cách đầy đủ và sẵn sàng tổ chức cho kỳ thi sắp tới.